Rồi, xin chào tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã quay trở lại kênh của Tuấn Moto nha. Hôm nay Tuấn Moto tiếp tục review giới thiệu cho anh em chiếc xe Honda Master 3 nha. Xe này là mới vừa về từ cửa hàng luôn. Xe này còn nguyên rin, rất là đẹp luôn anh em. Anh em để ý nha, kiến hậu của nó cũng còn rin luôn. Cản rồi chỉ có mọi thứ là nguyên rin hết nha. Con này rất là đẹp nha anh em. Anh em để ý nha, kiểu dáng rất là đẹp luôn. Máy móc là nguyên rin, đồ đạc theo xe đầy đủ 100%, không thiếu cái gì luôn nha. Đó, con này thì quá tuyệt vời luôn. Anh em để ý ha. Con này thì mới vừa về từ cửa hàng nên cũng tranh thủ quay video cho anh em xem. Hôm bữa đến giờ cũng rất là nhiều anh em tìm mấy dòng này rồi. Con này là Honda Master 3. Dòng xe con này thì đời 22 nha. Edo của nó là chạy 11.000 cây. Máy móc là còn nguyên rin, rất là êm. Vỏ trước, vỏ sau, nhông sinh đĩa còn rất là tốt luôn. Con này là số, nó là số 5 số, hộp số nó vẫn là 5 số nha. Con này là số số móc, 1 trước, 2, 3, 4, 5 móc lên nha. Đó. Vì con này là Honda Master 3, đó, nên thành ra nó đời sau Master 2, nên nó lên số dòng, quay nên lên số móc. Con này thì đồ đạc nó là nguyên rin 100% nha anh em, chưa có sửa chữa gì hết. Đồ đạc theo xe từ đầu tới đuôi luôn, nước sơn của nó hả? Đó, em mới lột keo luôn, dán keo nguyên chiếc em mới vừa lột lên, nên thành ra nước sơn còn rất là đẹp luôn. Đó, không có dặm túc, không có vá gì hết. Nước sơn không có một vết chạy, rất là đẹp. Honda Master 3, con này thì dòng xe Honda. Máy nó giống như máy Shadow 150 đó, nên thành ra cái máy này chạy rất là bền. Con này thì cực kỳ lợi xăng. Xăng của nó thì anh em chạy từ 50 cho đến 55 cây số một lít xăng nha. Rất là lợi xăng. Con này anh em ra đường trường anh em chạy rất là đầm luôn. Con này chạy rất là đầm. Tư thế ngồi nó cũng rất là thoải mái luôn anh em. Vì bi đông nó cao quá nên tư thế ngồi rất là thoải mái, kiến hậu kiến đồ anh em nhìn rất là tỏ nha. Đó, kiến này của nó là còn rin nè, nguyên rin luôn. Đồng hồ của nó thì rất là đẹp luôn, anh em chạy số bao nhiêu nó hiện cho mình số bấy nhiêu, rất là tiện lợi. Con này thì nó là một máy nên có cực kỳ lợi xăng. Con này thì hệ thống nó một thân đĩa, một đĩa trước nha. Đó. Con này bi đông cao nên tư thế anh em đi xa nó rất là thoải mái luôn. Con này, đó, con này chạy rất là thoải mái. Con này thì biển số thành phố nha. Đó. Nè, anh em nhìn nè, có chung đứng luôn, tư thế ngồi ha, rất là thoải mái, bi đông này cao nè, nhưng mà tư thế ngồi nó không có chồm, không có gây mỏi lưng, rất là tiện lợi cho nhiều anh em lớn tuổi anh em đi á, nó rất là tiện lợi. Bình xăng của nó thì tầm khoảng mười mấy lít á, em không có để ý kỹ cái bình xăng này thì chưa khi nào em đổ xăng đầy, nhưng em nghĩ là mười mấy hai chục lít đó. Con này thì hộp số nó vẫn là năm số bình thường, số 1 trước 2 3 4 5 móc lên, rất là tiện lợi đó. Xi nhan càng đèn là đầy đủ hết cho anh em ha. Anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đó, lợi thế cho anh em là khi anh em mua xe bên Tuấn Moto là toàn là xe rin hết, dọn kỹ càng, rất là sạch sẽ. Anh em dưới tỉnh rồi lên thành phố anh em mua thì anh em mua về chỉ việc sử dụng thôi. Anh em không cần làm thêm cái gì nha. Vỏ trước, vỏ sau trong trên đĩa này như vỏ mới. Đèn trước có đèn LED luôn nha. Chỉ nữa em sẽ giới thiệu cho anh em xem. Con này đèn trước có đèn LED luôn. Đó, rất là sáng. Anh em dưới tỉnh anh em mua về thì anh em đi thôi chứ cũng không cần làm thêm cái gì. Con này thì nó nguyên rin, bô của nó chưa móc luôn, còn nguyên rin anh em. Nếu như anh em nào cần mua Honda Master 3 thì anh em nên gọi điện cho em để chốt giá con này ha. Vì con này em thấy rất là ok luôn, nó còn rin. Nói chung xe mấy dòng nhẹ thì anh em mua về anh em chỉ có chạy thôi chứ cũng không cần làm thêm cái gì. Nếu như anh em cần mua Master 3 thì anh em liên lạc cho em thì số điện thoại là 0369 669 659 để anh em chốt giá con này nha. Vì theo em được biết con này thì chứng kiến em được biết thì con này nó khá là rin, rất là đẹp. Đó, máy móc cực kỳ êm. Vì anh em chỉ việc sử dụng thôi, nguyên rin từ đầu tới đuôi, không cần làm thêm cái gì. Đó. Con này thì hiện tại bên Tuấn Moto bán ra với cái giá là 33 triệu nha, 33 triệu. Cực kỳ rin, xe đẹp với cái giá là 33 triệu. Anh em nào cần mua thì liên lạc cho em đi, có số điện thoại trên màn hình đó, anh em liên lạc cho em. Hoặc anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng là 2562 nha, đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em xem size trực tiếp và chốt giá con này nha. Đó. Nếu như anh em mua Honda Master 3 thì anh em nên chọn con này vì con này nó khá là rin luôn, rất là đẹp. Đó, em sẽ tiến gần lại em dễ giới thiệu cho anh em xem. Ai gọi nghe đi.
Rồi em sẽ giới thiệu kỹ cho anh em nha. Nên anh em nào cần mua thì liên lạc cho em để chốt giá con này liền. Con này hiện tại kiến hậu của nó là còn nguyên ring hết cho một người một cặp nè, nguyên ring. Kiến hậu đồng hồ của nó là Ido mới chạy có 11.000 cây. Anh em để ý kỹ ha. Đây là đồng hồ bố xăng, còn khi anh em chạy bao nhiêu nó hiện cho mình số bao nhiêu trên này. Rất là dễ chạy, đi số 1 là nó hiện số 1 nha. Đi số 2 là hiện số 2, rất là dễ chạy, em sẽ dậm thử cho anh em xem. Số 1 này ha. Số 1 ngoài này. 3 4 5 và anh em muốn về số thì anh em giảm máy xuống rồi về số 1. Anh em móc nhạy cái là về số màu, rất là đơn giản. Đó, con này thì nó là nguyên ring nha, rất là đẹp. Anh em để ý ha. Nè. Con này ba ga của nó thì anh em về anh em thích gắn thùng thì anh em mua thùng mà anh em gắn vô, rất là đơn giản luôn. Con này anh em mua thùng vô chỉ việc bắt bách vào thôi chứ không có độ chế gì hết ha. Con này vỏ trước vỏ sau thì còn rất là đẹp, nhông sinh đĩa thì còn rất là mới luôn. Đó nên anh em nào cần mua thì nhanh tay chốt giá con này liền, vì con này rất là đẹp nha, anh em để ý ha. Đèn trước đèn LED luôn, rất là sáng nha anh em để ý ha. Xi nhanh càng đầy đủ. Đèn trước nè, đèn LED rất là sáng. Đó, anh em để ý có cốt pha đồ rất là đầy đủ ha. Rất là đầy đủ. Anh em nào ở tỉnh anh em mua về anh em chỉ đi thôi. Anh em nó nhiều lúc điện đường không có điện đường á, anh em bật máy đèn anh em đi rất là tốt luôn. Vì anh em cũng không cần phải thay đèn thêm gì. Vỏ trước vỏ sau của nó anh em để ý ha. Gài rất là sâu. Con vỏ trước nè. Vỏ trước gài rất là sâu nha, giống như vỏ mới luôn. Vỏ này là vỏ không rụt nha anh em. Vỏ không có rụt nha, anh em để ý ha, vỏ không có rụt. Anh em nào cần thì liên lạc cho em để chốt giá nha. Đó, con này thì bên em bán ra với cái giá là 33 triệu. Xài là quá đẹp luôn, quá ring. Anh em nhìn nhau trên đĩa ha. Một số máy rồi nhìn rất là đẹp luôn anh em. Máy con này là giống như máy Sada 150 anh em, nên chạy rất là đầm luôn. Đó. Bình xăng của nó thì máy của nó cực kỳ chuẩn. Anh em nào mua thì gái hoặc cho anh em gái là thẳng này, địa chỉ cửa hàng là 262 nha, đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp nha. Đó. Nói về Honda Master 3 thì con này là quá tuyệt vời luôn rồi. Đó. Rất là tuyệt vời, số của nó là số móc. Anh em dặm phía trước là số 1, anh em móc lên 2, 3, 4, 5, anh em móc lên, rất là đơn giản. Đó. Hôm bữa rất là nhiều anh em gọi điện cho em hỏi Honda Master 3 nè. Và em có lưu số mà không biết em để đâu rồi. Nên anh em nào nhận được video này thì anh em gọi điện cho em liền nha. Để chốt giá. Nhìn bánh mâm rất là chắc chắn nha. Bánh mâm rất là chắc. Bô của nó là nguyên ring anh em. Chưa có làm bô luôn nè. Nguyên ring của nó nè. Nước sơn của nó là cũng còn ring luôn. Xe rất là đẹp. Xi nhanh của nó nè. Rất là sáng nha. Ring hết từ đầu tới đuôi. Đó. Chưa có lai một móng nào luôn. Quá đẹp. Vỏ trước, vỏ sau, tất cả mọi thứ rất là tuyệt vời. Anh em nào thường xuyên theo dõi bên kênh Minh Tuấn Mô Tô thì anh em ủng lại, anh em ủng hộ cho Tuấn Mô Tô một like nha. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì chịu khó anh em bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video bên Tuấn Mô Tô hơn. Đó. Anh em nhớ bấm like giùm em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì chịu khó bấm đăng ký kênh màu đỏ, bấm chung để theo dõi nhiều video. Kiến hậu của nó cũng còn ring luôn, theo xe luôn. Đó, này là anh em biết chiếc xe mức độ như thế nào rồi. Anh em nhìn đồ xi nè, trên xe nè, rất là sáng. Đó. Anh em nhìn rất là sáng luôn. Đó, xi nhanh của nó cũng còn nguyên ring hết, không có độ, không có chế bất kỳ một cái gì luôn. Nước sơn dài của nó nè. Nè, chưa mới rửa xong chưa có bắt nữa, anh em nhìn không có một vết chày, vỏ gai rất là sâu. Con này thì em được biết thì quá tuyệt vời, nên anh em nào cần thì nhanh tay liên lạc cho em để chốt giá con này.
vì những size nào bên Tuấn Mô Tô bán ra đều size rất là chất lượng, không có độ, không có chế nha, nguyên ring. Anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em không cần làm thêm cái gì, rất là tiện lợi. Nhanh tay liên lạc để chốt giá nha. Đây, và em sẽ chạy thử một vòng mà để cho anh em xem xe nó như thế nào ha. Em sẽ chạy thử cho anh em xem. Nói về máy móc thì con này thì anh em khỏi phải bàn đi, khỏi phải suy nghĩ, con này về máy móc rất là chất lượng. Anh em nhìn ha, quá đẹp luôn. Tư thế ngồi chạy rất là thoải mái ha. Anh em nhìn nè, máy rất là êm. Tư thế anh em ngồi bao cua ôm cua rất là dễ luôn. Tư thế chạy cũng vậy, khá là thoải mái. Nhìn ha, anh em xem video cho kỹ nha. Nếu như anh em nào ở tỉnh không lên được thì bên em có thể ship xe về cho anh em luôn đó, anh em khỏi cần lên lấy đó. Bô nổ rất là ấm ha, rất là ấm nha. Cần thì nhanh tay liên lạc để chốt giá liền con này. Con này mà anh em mua xe mất Honda Master mà anh em không chốt giá con này thì cua ủng, nó cua ring rất là tuyệt vời luôn. Ông quay sát cho anh em để ý ha, một dòng nữa nha, để em sẽ ngưng video. Đó, anh em để ý ha, nhìn nè, đồ đạc theo xe hết, kiến hậu con rinh luôn. Nếu như anh em chơi những dòng xe hai mấy triệu, ba mấy triệu đúng không, anh em mua những chiếc xe như vậy anh em chơi rất là ok, giá thành rất là hợp lý cho nhiều anh em chơi luôn. Mà con này anh em chạy rất là bền, siêu bền luôn, không lo gì phải hư hết, rất là bền, cực kỳ lợi xăng nữa. Rồi, anh em nào mua thì liên lạc cho em được chốt giá con này nha. Giá con này hiện tại bên em bán ra với cái giá là 33 triệu.